Mẹ cảm ơn con nha. Nhưng mà với số vàng này á, chắc không đủ đâu. Để mẹ đem quần áo với giày dép của mẹ, mẹ bán rồi xem sao nha con. Mẹ, đây á là chiếc nhẫn kim cương mà anh Tú anh cầu hôn con. Mẹ cầm lấy đi. Bán cái nhẫn kim cương này á với số vàng này là đủ tiền trả nợ đó mẹ. Con ơi, mẹ không thể nào nhận được cái kỷ vật tình yêu của tụi con đâu. Mẹ à, con với anh Tú là vợ chồng rồi, bây giờ có đeo nhẫn hay không cũng đâu quan trọng đâu, phải không anh? Mẹ cứ cầm á, lo chuyện của mẹ đi. Mẹ cảm ơn tụi con nhiều nha. Đúng là mẹ có phúc, mới có được con dâu tốt như con vậy đó.